Vinh mới xuống tới. Sao chị? Vinh gì chứ Vinh? Gì vậy hả? Mấy cái bàn ghế với mấy cái đầu đế chén nè, để cho anh Bình để trong nhà nè. Ừ. Này ở đâu mà cưng có Vinh nhiều hả? À, ở nhà. Uh-huh. Mới dọn nhà xong. Mấy cái nào mà không có xài nhiều quá nên đem về đây cho anh Bình xài. Phải cái này hồi đó mẹ cũng bán không? Dạ. Yeah. Uh-huh. À, mẹ bán bánh rồi đủ thứ đồ rồi đó chứ. Còn mấy cái nồi nữa. Để đâu ha? Đem về nhà đi anh. Cái ghế ngồi vậy rồi hả? À, ghế ngồi rồi. Trời ơi, tiện tiện lắm. Để con ngồi trước thử. Con nằm ở hàng. Con ngon quá ha. Hôm nay đứng không à? Hôm nay đứng ngồi cục gạch không rồi con em? Đứng mất thiệt á. Đứng mất. Ngon lại. Có sóng chén nữa chỗ nào? Có sóng chén. Hôm nay. Có bàn. Để mua cho mình toàn cái sóng chén. Đã đời về chưa mua là có Vinh đem xuống rồi. Cái cây cho mình. Hôm nay là đồ để dưới đất không à? Đó. Mình thấy mình không để đồ đất gì nè. Mấy cái này mấy cái lặt vặt là lộn dụn gì mình tồn nó đâu có biết mua. Bị hở mấy ông thợ mộc ông cưa đục đẽo rồi tùm lum đó. Này đồ chém. Để công như chị móc cái bộ gì bộ chinh. Có kìa, có cái chân dưới đó kìa. Có. Chị thấy đó. À, mấy chân này nó để trên lòng nó hai bụi. Có rồi. Chân cái người đó là mình gáp gáp lần lần đó hả? Mình gáp vô nó được bốn tầng luôn á. Có bốn cái ghế. Năm cái ghế chứ. Năm cái ghế cái bàn. Rồi có bàn ngồi ăn cơm rồi à. Ở nay ngồi đất không? Có ai tổng không ạ? Cái bóng ở cái mặt kiến nhúc nhích vậy? Đâu, tại con mới bấm chìa khóa. Con bấm hả? Mở khóa xe á. Dạ. Hèn chi. Cậu thấy không tự nhiên. Có đem cái đúng rồi cái võng nữa. Cái võng nữa. Có võng nữa hả? Mà võng văng cây cột ngủ được không? Dạ. Võng văng cây cột quá hả? Không, có cái giá sắt luôn. Ủa vậy hả? Ờ đủ thứ đưa chị sách chân vậy. Dạ. Đủ thứ tay nha. Này là ba lon keo này kia nè. Đừng gì nặng quá Vinh. Dạ. Hổ quần xanh hả? Dạ. Có cái giá võng nữa. Quá chừng. Bộ cân dọn hết nhà luôn hay gì Vinh? Đau đầu nhiều dữ lắm tại mang bán bánh á. Bánh gì? Hồi đó bán bánh bò rồi bán đủ thứ bánh rồi bán bún mắm này nọ nữa. Đấy hả? Đầu hao hơi nhiều. Còn giờ mẹ đi không ai xài hết. Quá chừng luôn. Khóa xe lại. Cậu nào nói cái kiến nó nhúc nhích tới cậu nào? Điều khiển nhẹ hả? Con bấm đây là tự nó. Dạ, con bấm khóa xe lại để cho không có ai mở cửa được á. Nó ngủ đó. Này. Cái dụng cái kiến này là hôm lâu lâu cậu thấy nó đợi người ta đậu dọc đường cái nó men 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 lại cái đó. Bảy nó chạy. Kiến mà chắc kiến gọi xe mất tiền á cậu Nam ơi. Nó kiến nó lấy đặng nó bán lại á. Nó phải cái kiến xe mất tiền nhìn. Nó chơi mấy tự bạc á cậu Nam. Có camera dòm thấy thằng chiếu lại thấy nó men 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 lại từ từ ha. Nó nép nó bẻ kiến. Con hồi đó con bị mất một lần rồi đó. Phải mất nguyên cặp luôn. Vậy là nhiêu cái vậy anh? Có như thì xe thường cặp 6 triệu à.
Khóa tiểu. Đồ cũ quá nha. Thôi ơi, sao mắc dữ vậy? Đồ cũ mà coi có mấy chiếc một cái mà mấy chục triệu nữa kìa. Ủa? Mà sao cái kiến mắc dữ vậy? Dạ. Sao cái kiến xe mà mắc dữ vậy? Mắc hồn nữa ta. Kiến xe có gì đâu mà mắc dữ, chỉ có cái kiến thôi mà. Kiến ở trong có điện đó mà. Mà sao mắc dữ vậy ta? Hàng chi nó ấy, nó lấy phải rồi. Tự gặp nữa. Trời ơi, khánh tưởng đâu chừng 2-3 triệu. À, mấy chiếc xe xịn mấy chục triệu một cái thôi đó. Dữ hả? Dạ. Bỏ vậy đó mấy ăn cắp á. À. Nó bẻ một cái là nó ấm luôn á. Đó vậy. Bẻ ngày đó là nó thảnh thơi. Thảnh thơi nguyên tháng luôn. Thảnh thơi luôn, bị bẻ rồi nó bán bao nhiêu triệu á. Thảnh thơi ngày đó nó ngủ nghỉ. Vì một năm ăn tạm bằng 3 năm làm. Cái cảm giác đau lòng nhất là mình vừa bị bẻ kính đúng không? Cái mình đi ra cái chỗ mua kính cũ lại á. Mà gặp ngay chiếc kính của mình vừa bị bẻ nữa. Thì bắt buộc phải mua bắt lại lại. Mình cưng có bị lần này chưa? Bị rồi. Rồi gặp luôn vậy luôn hả? Không, em bị bẻ à, chứ em không có gặp chiếc kính của em. Tưởng gặp gặp dịp kính của mình chứ mua lại chứ. Trời ơi, nó chơi mà có khi nó cũng bị bắt, cái bà bị bắt ở tù á. Rồi hai cái kiến vậy bằng chiếc xe Honda hả con á? Bằng chiếc xe Honda cũ thôi. Xe Honda cũ nhiều khi chừng 3 triệu, 3 triệu mấy vậy. Đậu, đậu hộp với đậu thân, không ngon. Đó là nãy mua mà đừng quên hỏi. Mua rồi mà không hỏi. Thì có quên hỏi luôn á. Giờ Vinh gáp cái giá giỏng. Vậy là phải cái nhà này là chăng được hai giỏng luôn Vinh. Hai giỏng luôn. Ừ, cái giỏng thì cái giá của cưng, cái giỏng cái nào bắt lên cái cột. Hai cái giỏng để được thêm hai giường nữa luôn ở. Hai giường hả? Cái hai giỏng có nhiều không? Đi chơi nè, đi chơi con nè. Tiện thấy trai la dữ. Thấy trai cái ủa. Ủa ghế chứ không phải tai. Nó đòi ra cô. Chị đắp kia nó bị ấy á hả? Cô ảnh nè. Bị lâu chưa? Không? Ở chứ sao cổ vậy? À, hả? Cô ảnh nè. Má nó vừa bị mấy ngày mình mới nằm viện ngày qua. Nó đau nó gác lắm. Bữa hả mày mới bị ngay tay em nè. Đi có chút xíu mà nó gác em ghê luôn. Không. Nó không chịu sức, cái mình sức cho nó nói thôi con sức đi mẹ mẩm nè con sức xong cô. Đợi đi chơi hả? Chốc. Ơi dầm tay nó không có dầm con. Kẹt cô kêu quá. Nhảy đi tắm đó phải không? Đi tắm mày xịt thuốc đó phải không? Ăn bánh không? Lấy cho nó cái bánh đi. Bánh bò, bánh gì á? Nó mang đây, nó mang đi con. Bánh bò chiên. Bánh bò chiên đi. Này có mực hay gì chị? Lá mướp. Lá mướp hả? Cũng được nữa hả? Lá mướp. Có phèn không? Muối. Muối không hả? Mà hay lắm. Ờ hả? Có không? Lá mướp với muối cũng xài được nữa hả? Ngon lắm á. Chị lấy cho nó đi. Chị gành cho nó đi chị. Nó mang là nó lấy á. Ăn miếng đi. Ăn nỉ. Nó ăn là nó không lấy thì nó ăn là nó lấy. Con kia có nhà không chị? Kia có nhà. Anh đem cái này cho con kia. Con kia nó không ăn nữa. Gì ấy? Ấy à. Thôi giận không chơi đâu. Nó không có má cả. Đây là Coca. Coca con của chị tên gì? Chị Lý. Bữa nay cuối năm học rồi, cái cô giáo chị dạy cho bài hát. Đi về múa. Đó. Sáng nay mới múa hả chị? Sáng mới múa. Coi chân kìa. Hay cái hay quá. Ngoan thiệt á. Ngoan kêu đó múa cái múa. Mở nhạc nữa. Hay quá. Em nó bắt chước không chị? Cao cao bắt chước không? Nhỏ này giảng chứ, giảng thiệt giảng luôn nè. Vừa hấu rồi, vừa hấu rồi, chiều nó sợ quá. Chiều nó mặn gì đó, nó mắc cỡ. À. Hay rồi ta. Này Vi nó phái lắm nè. Gặp ở gần Vi là Vi cũng bắt trước luôn á tè. Vi nó phái múa nhiều lắm. Múa rồi ấy nữa. Múa ba lê nữa. Tiếp đi con. Tiếp đi. Múa lại rồi. Hết rồi. Con không? Còn có múa không?
Còn sao không mua nữa? Đổi nhạc. Đổi nhạc hả? Ủa đây nha. Ủa đây thật là mấy chị? Ủa giá 4 tuổi. Ủa giá 4. Bằng Huy hả? Đâu lớn hơn Huy mà. Huy tuổi nhưng mà giống như 5 tuổi rồi nhưng mà không giá 4. Ừ, ngoan thiệt á. Ừ, thương á. Hay hả? Lớn hơn Huy có 1 tuổi à? Ừ. Nhớ trần nha. Ừ. Có cao. Ca đứng lại khúc đó là chạy á, chạy vòng vòng á. Vậy hả chị? Ừ. Hay ha. Nó cao người lớn người đó. Nhà này chừng nữa nó cao giống bà nó hả chị? Cao gáo đứa nè. Giống bà giống bà nội nè. Ừ. Đó, cái ai vô. Vậy là cho điểm 10 luôn, hồng liền. Vậy là con học sinh giỏi hả? Giỏi. Con thỉnh thưởng không con? Ừ. Rồi hay coi gặp Huy tới sát bên là phái mê à. Đó. Nó ngoan quá. Vậy học giỏi chứ. Chừng nữa nuôi mẹ nè. Chạy luôn. Chạy luôn hả? Chạy sao? Lên là chạy á. À chạy lên. Ừ. Lúc nào chạy nữa đứt. Hay nhớ hết tầng ha. Có thấy không nhớ đi học có hồi đó đi ha, hồi đó đi học có hát cũng được chạy được giải rồi, được 80 ngàn á. Aerobic luôn. Hay vậy ta. Nhớ hết tầng à. Hồi năm ngoái có ngoan gì không chị? Năm ngoái chưa đi học. Năm 4 tuổi. Vậy là mới học năm đầu á hả? Mới học năm đầu rồi. Rồi vậy mà nhớ tầng hay ha. Không hay quá, cho tay tiền, cho tay tiền. Ở đây khán giả nhóc cái tầng luôn. Thằng Bình nó ham thòng mì rồi ở nhà anh có mấy cây mì cái anh bứng chặt hôm cái giờ anh đem xuống anh trồng giùm nó vườn ai. Ủa chú hai. À thằng Bình. Rồi. Nãy giờ con Năm trồng được mấy cái hôm vậy? Trồng cũng nhiều à, trồng chừng cỡ 15 hôm rồi à. Rồi. Khánh năm 2. À cỡ 15 hôm à. Nãy giờ Khánh hả? Trong nhà Khánh năm 2. Ủa không ai cả công ty hả? Không ai. Ôi cái mì gần tầm gần cái cà được nữa hả con Năm? Được không? Đâu có nhầm nhò gì đâu. Cái cà mình lụi thủi cái nó mau lớn rồi. Cà nó tàn rồi tới mì mới thu hoạch. À đó. Cà tàn là thu hoạch mì. Mì cũng dễ tạo. Cắm cái này được. Ờ đúng rồi, cắm cái mọng để lên nữa con. Cái mũ nó ra rễ cái nó ra củ. Mũ nó ra rễ hả con Năm? Mũ nó ra rễ. Ủa ngộ rồi con Năm. Ra rễ nó phát triển lên thành củ rồi cái mình đào cái mình nấu mình ăn. Ủa để vậy có phải ngựa không con Năm? Nó này xui. cái mọng nó nè con. Cái mọng nó lên. Ủa hai cái nữa chú mày. Một cái trồng đây đó luôn hả? Mày này mình đồng ơi, trong trống đóng đi. Qua đây đi. Rồi. Trong trống cho nó tốt. Mày này mày gì vậy cậu Năm? Này mì cái củ nó vàng thè con nó ngon lắm. Okay. Ở đâu cậu Năm có giống này á? Này cái đắng trắng này là mũ hơn Năm. Cái mũ đó con. Cái đâu phải? Mũ nó hai bên hông nè. Bên hông còn cái tông cái tim ruột nó. Tim ruột cái ruột của mũ là rễ hả cậu Năm? Mũ nó ra rễ. Một cái mì này ngoài gì mười con giống thôi lúc ngoài bảo lộc Lâm Đồng á. Lúc khỏe giờ là bữa hẩm hay gì đặt hồi năm tết gì mời gửi bơ về gửi mì này. Cái mọng nè cái bắt đầu nó chậm ra ra nè mọng nè. Kiểu vậy. Củ nó mới mất tủa chỗ này nè. Tủa hai bên hông nè. Củ nó nằm đây chứ phải ngồi củ này hả con Năm? Không có. Cái này nè, hai cái bên cái dành này nè. Hai bên dành tủa, củ hai bên này nè. Ngon ta. Khánh không biết mấy cái vụ đó. Tôi mới dạt xéo vậy. Dạt xéo ra cũng nhiều hả Dương hai? Hai củ này nó cũ lắm rồi. Sao rồi vậy hai? Đất này nó sốt. Đất này sốt. Đất này ngon hơn chỗ bên đây.
Còn cây cuối cùng. Vậy là gì hay dãy đó nó lên cái cho năm đúc nó vô. Đúc vô. Vậy lại lên vậy hả rồi nè. Vậy cái mí này nó lên nè. Nó lên cây. Năm cưng dữ. Cưng đẻ đất cho nó ăn ha, cho nó. Mấy giờ rồi nam bữa hẳn tàu này nay xanh xanh cơ nè. Nay nó bắt rễ rồi con. Nó ra rễ, đào mưa ở trám nó ra rễ. Xanh lên. Nó lép lép vậy chứ đạo rồi á. Ôi. Rồi, rồi giữ. Lật giữ Vinh. À, Khánh đeo luôn. Khánh đeo luôn mà nó không rớt xuống vậy hay. Vinh nó mạnh làm nổi ai đâu. Cái này người ta cho mẹ Khánh la tòng chi bất công cái loại này, cho nên bây giờ thấy vậy anh lấy qua cho mình nó trồng á chú hai. Trồng vậy cái sau nó lá nó tốt lên cái nó non cái mà cái làm bánh xèo đồ ăn được. Mình ăn cái lá non á. Cái độc non á. Về nó nằm ở trong bầu rồi đài nó rồi lá nhỏ nó muốn trồng ở đất đó, nó bự lắm. Đúng rồi. Sau nó tốt lên là cái lá nó bản nó bự bự không à. Cái này là cây lộc rừng hôm bữa ha. Anh Út á. Anh Út Vũ cho mình đem về trồng. Cho để ba bầu, cho mình 5 bầu. Mà có điều Khánh đem về mẹ Khánh nói như tòng chặt đất không ở tới cửa có mấy cây chặt hết trơn rồi. Gần để đâu lấy hả? Để lấy ba nhánh này cậu nè. Tại mẹ Khánh thì mấy cây này tầm chỗ trảng á. Trảng nắng á, mà ở nhà đâu có đâu. Mà Khánh, mẹ Khánh nói mẹ Khánh đốn đại 1 cây 2 cây dừa để tầm mẹ Khánh chửi. Rọt vườn nó bánh xẹo bậy bạ chơi chứ đâu có ấy gì, mẹ con tính gì lâu gì dài thì trồng cái dừa ngon hơn. Thế vậy. Rồi mẹ con không ấy rồi cậu Năm xách qua cho thằng Bình á, nó trồng đặng nữa nó hái lá ăn bánh xèo vậy chơi vậy. Ngon lành nè. Sao tốt cái bản nó bự bự không á. Còn giờ nó nhỏ. Anh Vũ anh nói cái này lá nhuyễn hay gì cậu Nam? Cái loại lá nhuyễn hả? Anh nói cái này loại lá nhuyễn, loại cái này anh nói là bông nhiều lắm. Cái loại Hà Nội gì đó khách không gạnh không? Có bông nữa hả? Có bông chùm chùm giống như đã đỏ giống như bông của tá điều hay gì á, Khánh thấy vậy á. Khánh không có gành không mấy cây này. Rồi sáng rồi thằng Bình nó ngủ dậy trễ rồi nó mới tới trưa nó mới kêu xuống rồi trồng cho nó mấy cây lọc rừng. Giờ đang trồng lấy được 4 cây rồi, còn cây còn tập mấy trồng. Dưỡng hai tổng ngoài này hả Dưỡng hai? Tổng ngoài đây. Sao hai tổng ngoài này vậy Dưỡng hai? Tổng ngoài này cho nó chỗ này bị nó lỡ ấy đất nè. Nó bị lỡ này mình trồng cho nó giữ đất luôn. Chỗ này cũng không cũng có nắng nè ha. Cũng có ánh nắng. Mình trồng rồi rễ nó chậm cái rồi nó giữ cái bờ đê luôn á chú hai. Vinh biết cái này không Vinh? Dạ. Cưng biết cái này không? Không biết luôn á. Thằng Phi ăn bánh thèo, Phi ăn nó mà không biết đá là sao. Thằng Phi ý đá luôn á. Ăn nó mà chưa thấy cái cây phải không? Thấy cái lá không phải không? Mấy cái rau gừng gì ở trên thành phố người ta bán á. Có lá rau gừng. Chắc có nó á. Chị độ vậy á. Chị chứ chị không biết. Nào tới giờ chị không biết mấy cái cây này. Trong đó có độc gừng rồi hả? Thường thường mấy quán bánh xèo kia là bánh xèo rau rừng. Có rau rau gừng cho má. Rồi, rau gừng cái đó không phải gừng thiệt quá, gừng giả. Người ta tầm á. Gừng đầu ra nữa. Mà công nhận người ta tầm sao mà cái lá nó tới mức rượt hắn nhìn. Chị nhớ hồi đó chị ở trên thành phố á. Cái đợt đó chị có đi ăn cái gì mà cái gì có rau gừng á. Bánh tán tảng bàn hay gì á. Bánh cuốn thịt bò hả? Ừ. Thịt bò.
Cái đó là gì? À, bà luộc cua mến đáng. Chị không nhớ nổi luôn. Đây lâu lắm mà ăn có một lần hả? À, chị nghe giới thiệu đây là rau gừng mà chị không biết rau gừng, chị tưởng đâu ra ngoài gừng nhổ. Ra ngoài gừng hái. Ai ngờ toàn là cũng đồng không à. Anh hổ chỗ đông người cái theo nít nó thông minh hơn ở vườn ha. Kiểu cái này kiếm cái cây cầm không có trôi ra chứ không cái... phải trôi mình sợ mình nó cái sẹo quá cái chùm rễ nó khỏi bự khỏi cạnh cây dữ chứ không rồi. Bây giờ còn cây nữa trời ơi, à, diện trọng ở chỗ này cho con Bình á, là nó bị cho nó giữ chỗ cái eo lỡ rồi nè. Ừ. Chỗ này cái vớn mà nó bị lỡ này vậy. Vậy Vinh phụ đẩy cái Bình à, nói với anh Huệ đi đâu mà nó không xuống rồi Dương hay? Đi đâu có biết đâu, hồi mà à, Dương đi nó còn ở nhà. Ừ. Còn không biết có ngủ nữa không? Thôi ông đó thôi. À, đi ăn đêm. Đi ăn đêm. Con gì đi ăn đêm vậy hang cò hả? Dạc. Dạc đi ăn đêm hả? Dạc mới bán ăn đêm. Bị con dạc bán đất cho con cò. Cái câu chuyện sao vậy hai? Hả? Câu chuyện sao? Câu chuyện là con dạc nó bán đất cho con cò. Rồi á, rồi đâu còn đất nữa. Con cò giữ cái thằng này. Mấy đi ban đêm ăn. Ừ. Đá đi ăn ban đêm không? Ăn đêm thôi. Vậy đi ăn lén. Ủa thế này. Này đó chắc nó làm chỗ này cái gì nó đem cái này cũng mới đá quá trời. Đem là đá này nó chở đây lại đây lận lận nó lên cái bến chỗ này hay gì mà. Đá hả? Đá 1-2 không anh ơi. Rồi ha mà không sao. Cây này nó ăn đá được. Ủa? Dương Khai biết hả Dương Khai? Cây này nó ăn đá được. Cái rễ nó mạnh hả? Cái rễ nó mạnh. Ừ. Nó cái thằng này sống mà mấy sông không mà. Rồi. Ủa vậy Dương Khai? Ừ. Nó sống cặp mé sông. Ừ. Mà sao con đi ngoài sông con không thấy cây nào tận ta? Tại giờ biết sao không? Giờ bị nó người ta làm kiển nhiều vì nó. Ừ. Tập bứng hết. Rồi bứng hết. Ừ. Hồi xưa nhiều hả Dương Khai? Nhiều lắm. Đường lên thành An nhóc ở đây rồi anh hai, ủa chú hai, ở trên thành đường lên thành An ở giữa mấy sông nhóc vừa loại vườn nè. Bây giờ cũng hết anh ơi, bứng nha, bứng cây cây dại mà hành cây kiển hả Dương Hai? Giờ nó thành cây kiển. Ừ. Đây có lẽ là hồi đó mình lấy cái nhà nó. Ờ nó xách cái đây nhà nó. Lấy cát vô đây. Nó lên gạch đấy. Rồi. Nó đổ rồi. Dậy quá. Nó lên. Đó, con nha. Bé lắm. Đi cái gì? Đi cái dục ra cái nước cái xuống. Ờ, nước ra rồi. Con gì lắm. Nước. Bé như trà rút. Con 5 cân quá. Rồi. Rồi đắp cho nó đàng hoàng lên cho nó tốt màu á. Ngay chỗ này chắc tốt quá rồi đó. Ờ. Lát te không nè. Thấy đất phần ngon ha. Ừ. Mai mốt ăn bánh xèo về xin anh Bình ha. Tối về đây xin. Dạ sao không về đây ăn bánh xèo luôn đi. Chứ bắt gì xin chạy về tối. Ông Bình nói để về, kêu dựng với cậu Năm phụ dọn ba cái lá này nè. Đừng cho cô Ba nó đóng cừ sạn xuống lận là làm chỗ này nè. Ừ, làm nhà chỗ này ha. Ừ. Mà để coi để con bạn nó coi bữa nào làm được. Thôi dựng hai cứ hỏi nó đi. Ừ. Nè con Thỏm cũng định như chỗ này phải không? Ừ, bữa hổm không thấy nó đo chỗ này. Cái này nó làm vậy cái nó sao nó đốn hai cây tre cái nó gác xuôi vậy Dương Hai. Ừ. Cái bắt đầu lưới mà có lỗ nó hơi rộng bắt đầu lưới nó trùm lên. Lưới gầu gà. Dạ đúng rồi. Ừ. Trùm lên rồi cái mướp cái hàng bốn lỗ bên này nó chụp qua ha. Ừ. Cái bên này bốn lỗ hàng bên này nó chụp lại cái nó tái nó lọt xuống lỗ một đùm dài dài là đẹp lắm.
À, nên tính à, mình tính kiểu vậy á, à, nó coi cái dàn mướp là nó đẹp đúng mức luôn á. Sợ không kịp ăn, sợ ăn không kịp nó ra cậu nào không? Ra chắc dữ lắm á. Nữa nó trời coi tái đùm đề luôn á. Cái cá mà chạy chạy đó là có đối với anh Năm bị gì nó theo cái ống bọng đó đó. Nó chung vô chứ nó chưa có thả cá. Nó vô vậy cái nó xanh sôi. Cá vô này là cá thiên nhiên. Nó sao nó xanh sôi nãy nở nhóc ra. Này mai mốt rồi nó đẻ ra nhóc luôn á. Ủa nó theo ống bọng nó vô hả Dương Hai? Ống bọng đó. Theo cái nước nó đưa vô con. Sao Dương Hai thấy vậy? Đó nó mới chạy nheo nheo quá. Hả? Nó thấy mình để nó lặn hết rồi nè. Đó nhào đó. Kìa. Ê như cái lóc cọt hả? Mà nó bự hơn. Nè, hết thấy rồi nè. Ừ, này chừng 2 tháng nữa là con mà cắn cái. Cái này vô đây nó có đẻ luôn hả Dương Hai? Lớn nó mới đẻ. Hả? À, trời ơi. Chưa thả cá mà có cá ăn. Nó cá thiên nhiên vô. Cá thiên nhiên. Vậy chắc có cá lóc vô. Ở sau này cá lóc rồi nó theo cái dòng nước nó vô. Nó chui vô luôn. Mà cá lóc vô ăn hết mấy cái. Không biết là con cá đối gì nó. Cá lóc vô là lắm. Cá lóc vô là có cá đối là mồi cho nó. À, ngon chứ không con nó vô một bầy. Mới này mà có cá. À, nó cự. Cái này mà không có cá không? Thấy xuống cầu nó bu lại ăn. Nó ăn nó lội như ngày nãy vậy. Nó lội lên mặt nước luôn rồi. Nó này vô qua nó nheo quả nữa hả? Nheo nheo. Nó lên nó trượt trượt trên mặt nước nó hết bọ cái bọt nước. Cái đó là một nước. Có cá vô à. Hay Dương Hai với cậu Năm thấy hay thiệt chứ. Không biết à. Sau này nó xanh sôi nảy nở nhóc ở trong hồ hết trơn á. Chưa gì mà nó vô nó chiếm cái hồ. Cái hồ rộng nó vô nó chiếm này. Dạ nó giành phần trước á. Nó vô nó mừng lắm còn nó lóc nhóc cái đầu đó. Nó quận á. Con giờ thấy nó hớp á nha. Đó cái mày á. Ngớp con nè. Quá trời luôn con nè. Nhóc hết trơn á. Rồi vô mừng lắm, rộng mênh mông hồi xứ cái vô nó chiếm địa phận này nó mừng lắm, nó tâm sự là vậy là quá ngon rồi ha. Vô đây cứ sinh sôi nảy nở đi. Vô sinh sôi nảy nở. Vô là cũng như người vô lập nghiệp vậy ha. Nó cũng tâm sự nó là giờ mình vô định cư ở đây. Định cư. Định cư ở đâu cái hồ này. Thiệt chứ vô đó nó mừng lắm á. Ở ngoài người ta chài gớ này kia người ta bắt, còn nó vô đó trong này nó ở là nó yên tâm á. Yên tâm. Sống yên tĩnh luôn á. Yên tĩnh luôn. An cư lạc nghiệp. Thanh bình. Sống thanh bình. Yên. Dòm theo cái máy ấy có đẹp gì đâu ha. Mới mốt là ba bông sen nó lên nó có bông á rồi là nó đẹp cái hồ dữ lắm. Giờ nó cái nhánh nó lên đó con. Rồi cái bụi kia cũng mới lên cái tược mới tinh á. Nó rõ ràng á. Nhanh ha. Nhanh thấy rồi nè. Mình quay lại cái nó bự chảng. Bởi vậy. Cái lá mẹ làm như muốn chết đen thui rồi lá con lên á.